vườn của anh Vũ với của anh Mẫn, bên này với bên kia. Vậy đầu trên này mưa nhiều không anh? Ồ, mưa nhiều lắm anh ơi. Mưa không? Anh coi này, tôi lắp xong rồi, giờ cái đường nè vẫn lại từ đầu. Rồi má, hồi bữa đào cái lộ đào cũng sâu chứ, lắp ghê. Đào rồi xong rồi lắp lại kỹ lại rồi cũng giờ cũng xóa mòn. Xóa mòn ghê không? Đồ nó mưa mà trôi mưa thì khiếp lắm, không mưa thôi. Cái bây giờ cái cây của mình á, trong cái giai đoạn này thế này nè, nó bị sao? Bây giờ vừa đầu nó mưa nó trôi, xả mới xả cái này phải không? Mới xả đó. Xả ra là xả là dung lấy đất này, đất này dung lên đây chứ. Xả ra dung liền chứ, vừa xả ra dung liền chứ không à, để nó nếp. Anh cũng cái này con anh cũng xả rồi cũng quay mất lên. Xả ra là dung lên liền luôn. Rồi giờ nó mưa giờ rồi cái lượng nước mưa nhiều, cái hàm lượng đạm ở trong đất nó cao ấy, cây của mình nó mình giờ mình đi cho nó miếng cái thằng sấm gì tiên trùng, trong thằng sấm gì tiên trùng nó có thằng siêu lăng với ấy. Dạ, siêu áo giáp với thằng sấm gì tiên trùng anh. Nó thằng siêu áo giáp thì nó có kiểm cao với cộng với vi lượng, còn thằng sấm gì tiên trùng thì nó có lăng để dưới phóc môn chứ gốc đồng nữa, để cho nó xanh cái lá. Yếu bùng phờ bùng thấy phờ. thấy hơi vàng vàng rồi đấy, dọn chiều bên này nè, cũng hơi cái này dọn này đó. Nên mấy lần lấy ra là đắp như vậy là nó đỡ nè. Rồi đắp lấy ra là đắp vô liền nó đỡ. Trời, còn ông đêm lấy ra mà không đắp cái mù vô á, tự nhiên nó nóng hay sao, nóng hốc cây. Thấy nhìn cái sầu riêng ha thoáng rồi mới bị hơn ha thoáng nữa chứ. Dạ, rồi lấy ra là khi mình cào ra là cào cái đất này cái gì thằng sấm với siêu áo giáp thôi hả? Thằng sấm với siêu áo giáp anh tưới cho nó cử hai cử đi để nó tăng cái trung bình lại cái hàm lượng ở trong đất lúc nước mưa mình nhiều ấy. Mưa nó nhiều cái nó có cái hàm lượng đạm trong đất đấy. Bên em vàng này. Nó vàng. Bên này tôi làm thì vuông rồi đó, thấy không, vuông lại chẳng có trống. Dạ, chứ ông thầu lẹn để sang ăn hư hết cái rễ luôn á. Cháy rễ luôn á. Này vòn quá trời. Này tưới thằng sắm gì tiên trùng, anh cầm cái giò á, anh phun lên ở trên luôn, cầm giò phun trên lá nó rớt xuống dưới xỉa nó không phát nữa. Cái này là mình tưới bằng kéo bét hay là mình tha cái bồn cái phi mình cầm bồn chứ, cái bồn mình pha theo đi đường ấy luôn mà. Dạ, dạ. Dạ. Mình đâu còn bát mà còn có mình còn phun sau rồi sao? Phun sau rồi thì mà mình đi mân bình. Mân bình. Ừ. Vậy này mình pha bồn mình quậy ở đây mình tưới xong rồi. Mình phun sau rồi mình chỉ phun lên này luôn. Cộng nhân siêu giáp, thằng sấm gì tiên trùng phun lên trên luôn. Nó vọn cái này gì ghê này. Dù hôm nay với áp lực chịu đọc mưa bộ rễ. Mưa trâu phát ai phái ghê không? Vọn thấy. Nó vàng như là tàu lá chuối vậy. Thì nó họ trồng đầu cái này làm cho nó hai cử thằng sấm gì tiên trùng. Dạ. Mày giờ như vậy đây này đang đi cơi nè. Cái này đi cơi, cái này anh kéo đất vô một cái nữa anh, kéo vô nữa. Dùng đất vô hả? Dùng kéo vô trong này nữa, trên này mình kéo vô. Được kéo rồi. Vô lắp như cái chân chỗ đây này, lắp ngay chỗ đây thôi nha. Kéo đừng có lắp trên này, kéo vô đây thôi. Nó còn ném đất ghê lắm. Này ném đất. Đất ở Bình Phước này thì nó biết rồi. Nó tốt thì tốt rồi, để nhậu bằng bắt. Mà nó nắng cũng dữ ghê luôn. Vậy anh bằng nó sợ ra cái dung vô lấy. Dạ. Cái dung vô mình để cái bọc rễ vẫn chưa có phục hồi. Cái vừa rầu cái áp lực của mưa thôi. Quá trời ơi, không mưa thôi, từng nào nó mưa gì mưa vậy? không bao giờ mưa ban ngày, cứ đêm mưa mà khu chỗ này. Dạ. Ngập tới đây này gì ghê vậy, ngập nguyên cái rẫn đi luôn, tôi nói ngập 3 ngày liên tục mà nước nó không thoát được chỗ nào nữa. Hay kia bên kia có một cái cống khoảng cỡ 50 nhỏ quá thì cái đợi cho mùa nắng vẫn khô lên rồi mình bắt đầu mình mới dắt được. Dạ. Còn mình bây giờ cái đường họ đi mà nước qua nước lại đường nào họ đi. Mà đi xuống đây tôi chỉ cái góc này chịu không quên. Mà nước lên tới đây luôn á. Lên tới cái mặt này nè, tôi chưa trồng á, mà nó lên vậy thôi. Má tôi lại luôn, tôi thấy ngón luôn. Vậy thì bây giờ bờ rào này có cái đường mương này. Thấy cái bờ rào thì cũng có cái đường mương. Thì dắt cái đường này đây là mỗi cái đường mương dắt ra hết chứ. Bữa đầu tính trồng mà chưa trồng kịp á. Dạ. Rồi bây giờ móc lên lại dốc cái mương này ra này, nó trồi nó bầu lại đây này.
Con cái này lá bị vàng chứ nó không có bị cháy lá, nên là không có bị cháy lá nào hết. Đó, hẹn dắt mưa thì không bây giờ theo muốn lắp lại liền không? Hồi cái mưa đúng rồi bữa nó thấy cái đường mưa hồi nó đất bàn mà đâu có gì đâu. Giờ nó dắt cái mưa sang ra là đất là bầu lại liền. Này nuôi cá được luôn. Cái gì? Hồi xưa cái dưới này là để cây cao su. Su mai là mà nhổ gốc rồi đó nghe. Dạ. Còn mà chưa nhổ gốc cũng bệnh ghê lắm nè. Đồ nó dùng nó cũng khắc nghiệt chứ không phải giỡn đâu. Không phải. Thấy dễ dễ đâu. Không cái giai đoạn mà cây con nó rất là nè, khắc. Ông anh ông nhổ ra ông giục lên, ông vung lại, ông chịu vung thôi. Cái này phải vung lên chứ, vung vô chứ không kéo ra không. Đó. Cái cô hỏi cái đường mưa này mở hai cái vườn này. Từ bên kia. Dạ. Hai bên xuống nó ngập luôn cái vườn su này nè. Nó ngập luôn cái vườn cao su. Đó thì em thấy cái đó nè thì nước trâu cũng đẩy sình 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 sình. Dạ. Cái cống kia quá nhỏ kìa. Đúng rồi, cống kia trời cống kia nhỏ quá mà. Đâu xuống nó ngập luôn mà. Đó, thì bây giờ bắt buộc bây giờ đến mùa nắng là vô tháng 10 tháng 11 nó rút cái nước rồi mình mới phá cái đường kia. Phá cái làm cái cống to ra. Ra. Trong phát nước. Cho họ có đường họ đi nữa là chờ họ đi cái đường dưới, ví dụ ít người thì họ đi đường dưới. Mình để cái đường dưới cho họ đi được. Bây giờ thấy hình trưởng này. Trù đứng đây nhìn lên thấy cũng bạc ngàn ấy chứ. Cái lớn lên là nhìn ok ấy. Có cái vấn đề là thời tiết cái này cũng không ấy đó. Nắng cũng nhiều mà mưa cũng nhiều. Ban ngày nó nắng hay sao anh? Ngày nắng nè. Ban ngày nắng đêm mới nó mưa. Đêm cứ cái tầm mưa tầm 7 8 giờ sáng giờ tối cái nhiều hay khuya. Dạ. Khuya là mưa thì sao không mưa lẹ luôn thì nhiều trắng luôn mà. Bây giờ làm cái vườn này với cái vườn bên kia nó cũng trong một cái kiểu đó là mưa. Tôi cho anh coi này. Dạ. Mưa mà tôi thấy. Đồ. Cái khúc mà ở trên kia á thấy còn cỏ xanh còn màu đồ ha. Trời giống như đang cũng vàng. Khúc cái này nó vàng. Nó cũng có một phần trũng nước. Thiếu ấy sao mình không hiểu được. Cái đó là mình cũng đắp mô lên rồi đó. Dạ. Cái này là anh tưới cho em cái thằng xóm diệt tiễn trùng với anh siêu giáp phun phủ lên trên tưới dưới gốc luôn để nó cung cấp cái hàm lượng lăng với nó đi siêu giáp thì có kiểm với ma dê để nó xanh lại cái lá kéo lại cái lá mưa nó tuột cái nó tuột độ pH như cái biển nước ui trời nước không tôi nói thật chứ nhiều khi anh em không tin tôi nói có bữa đi lên đường lẫn tròn nước qua đường á mà nước ở trên kia nó trút xuống nữa chứ bây giờ tại vì sao biết không cái lượng nước là lượng mưa trên đường là một bên thấp này bên kia họ cũng cao mà cái đường mưa họ không mát quá nước cũng tròn qua đường rồi bên kia là ở trên kia đổ xuống là ngập nguyên cái trọn mình đang là cái thung lũng mình nằm ở trên giữa mà chỗ này là nằm trên giữa luôn đúng rồi không nhiều khi mình không quan sát nhiều khi nước mưa nó nằm trên này luôn nè chứ nước mà nước ngập nó nằm trên này luôn nè ẩm nhiều chụp em coi này hết khúc này khi mà nó ngập này tôi chụp lại đây có hồ rồi nước ở đây này dạ. Ngập này có đường nãy em quay này đó. Đúng rồi đó đường chính này nó thấy không nguyên có chọn luôn thôi chứ còn cái gì nữa mà bây giờ lúc ban đầu mới tính trồng sau khi sợ trồng nó xuống là nước lây là múc mà đào bữa mà em lên giới thiệu quá múc lên miếng nước mẹ với nó sâu vào trồng ngưng 60 cây đây ngưng này về làm đắp mô như vậy lây rồi mới trồng lây quất cơn mưa như vậy thì thôi chứ còn ứ nữ chào anh dạ đây rồi ngập này cầu xíu xiu trên cái cầu chứ gì đâu nước không là nước mà đang dở tay trong vườn trong. Rồi chào anh, chúc anh sức khỏe. Khỏe em ha? Khỏe, em cũng khỏe. Thì bây giờ về này cái tình trạng như vậy nè, để em trình bày với anh chút ha. Là bây giờ cái cây tình trạng mà vừa đầu nó vàng lá như thế này là áp lực của mưa nhiều đó. Nó mưa nó nhiều rồi cái tụt độ pH thì hàm lượng mưa lúc là mưa nhiều cái bộ rễ của mình nó không có thể hô hấp được. Nó mưa liên tục thì bộ rễ không thể hô hấp được. Và trong cái nước mưa nó có một cái hàm lượng đạm nữa. Thì đạm nó nhiều quá, nó làm cho lá mình mỏng và nó không có hấp thụ cây nó cũng không hấp thụ được cái dinh dưỡng nữa.
Thì giờ cái vấn đề là để mình căng lại, cân bằng lại cái đạm ở trong đất thì anh tưới giùm em cái thằng sấm diệt tinh trùng, rồi anh phun qua lá luôn để nó hấp thụ qua lá luôn để cho nó xanh cái cây lại. Thì thực ra là bây giờ hiện tại là cái cây của mình nó là nó bị vàng là do vấn đề là bị áp lực của cái mưa nó làm cho bộ rễ không có thở được, mà mình đỡ một cái là cái mình có tạo cái mô để nó thoát được cái nước, chứ còn mình nếu mà trồng cái hố nữa thì xong rồi á. Còn cái vấn đề lưu ý là khi anh dỡ ra cái miếng đó, không bây giờ chưa không cần dỡ cũng được anh. Dỡ hết rồi. Nếu anh dỡ hết rồi thì anh kéo cái đất lại để cho anh phủ lại. Đúng rồi, cái khúc có, đó. Có, dạ, có, nhưng đừng lấp cái cổ rễ nó được đâu. Đúng rồi. Lấp ngang rồi đi mình đi quan sát trong cái lúc mà nó mưa sợ nó trôi đất ấy. Thì hiện tại là mình đang là trồng nổi, nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi là mình cũng biết cái cây con mà nó đang mình đưa xuống trong cái thời điểm mà nó mưa rất là nhiều, nên là bộ rễ nó bị ngợp. Bây giờ là anh cái giải pháp đó là anh tưới thằng sấm diệt tinh trùng cộng với siêu giáp phun trên lá luôn. Rồi. Mục đích đó là trong cái siêu giáp nó có hàm lượng kẽm và vi lượng thì để nó xanh lại cái lá một phần. Cái thứ hai á, trong cái thằng sấm diệt tinh trùng nó có hàm lượng lăng. Thì mùa mưa này mình cũng cái gì cái mình phải có cái tấn cho nó miếng lăng. Nếu ví dụ như mình đi rải lăng thì nó khó tiêu quá, thì bây giờ mình phun cái đó luôn, vừa phòng bệnh và vừa cung cấp cái dinh dưỡng để cân bằng lại dinh dưỡng cho cây nha. Anh okay. Đa số cái vườn bên kia cũng vậy phải không? Yeah. Thì nó trùng cùng một cái vấn đề, thì đa số mình cũng biết rằng là nó gặp cái tình trạng nó mưa liên tục thì bộ rễ của mình nó bị ngộp liền không thở được. Đúng rồi, nó cứ vàng y vậy đó. Dạ dạ, không có trao đổi được cái gì hết á. Thấy đông đi rồi giống sầu riêng người ta xanh biết rồi giống mình giống vòng vòng. Mà nhưng mà hình như giống này nó cũng đúng cái giống này nè, cái bài lắc thon thì nó cũng có cái kiểu nó màu vàng giống mosaic á. Xanh này cái đó là hết rồi đó. Dạ đúng rồi, thì cái giống này là nó cũng lắc thon. Không có giống như Thái xanh. Dạ, cái thằng Thái ở khu vực đây thì ví dụ thằng Thái này nó xanh là không nói rồi, nhưng mà lắc thon thì nói như vậy. Nhưng mà cái này là nói gì nói một cách công bằng thì nó vẫn cái độ vàng nó vẫn vàng nha. Cái này là vàng. Cái quy trình mình vẫn là tới cái siêu phục hồi. Dạ. Với lại humic Hoa Kỳ, dạ. Với lại Trico humic. Dạ. Là cũng đều như vậy. Rồi dạ. Xong mình ở dưới thì mình tưới thêm thằng sấm. Dạ. Tiếng trùng. À, có nghĩa là bây giờ đúng rồi thì có nghĩa là anh tưới theo cái quy trình vậy, giờ anh có thể anh cắt ngang cái giữa cái quy trình đó 7 bữa 10 bữa vậy đó, anh cắt ngang sang kẽ vậy đó để cho nó cây nó trao đổi được cái của chúng ta là hiện tại là bị mất cái cân bằng dinh dưỡng tại mưa rất là nhiều ấy, là hàm lượng đạm nó đi xuống. Còn cái giống này nó cũng có một phần nữa vậy anh ạ. Cái giống này nó cũng có một phần nữa. Con số cây anh thấy nó không ra rễ, anh nhỏ anh thử không ra rễ tại vì mưa quá đó. Dạ. Mà bên kia cái vườn bên kia là anh trồng mô đó. Dạ. Mà nó cũng đỡ hơn mấy cái bên này mình trồng. Mình trồng sâu đúng rồi. Sâu mưa nó ngập cổ rễ nó cũng bị nó khó thở. Nó bản thân mình đứng ở ngoài nước rồi mình mưa xuống rồi mình thở, ráng mình thở chứ có trao đổi được gì ăn uống gì được đâu. Đúng rồi. Dạ. Anh lưu ý còn anh kia anh tháo cái bọc ra để anh cào đất rồi, nhưng mà nói chung là cũng thôi cái bọc này là gọi là dung gấp dung vô lại đúng rồi dung rồi dung đắp cái mô vô một tí xíu bằng cái mí này trở xuống. Dạ đúng rồi, bằng cái mí á. Dạ. Bằng cái mí này trở xuống là không được. Dạ. Lên mí này, cái này là ấy nè, đắp lên. Dạ. Em trồng sầu riêng này lúc nào cũng nói trồng cây sầu riêng nè, thấy người ta thu tỉ tỉ chứ mình bước vào cái đoạn hành trình này cũng thấy trăm gai đâu có dễ ăn đâu. Thấy không phải trồng gai chứ không phải đơn giản đâu ha. Nhưng mà cái này á, tại hồi xưa có góp ý chứ nó thực tế sau này mình kiến thiết á ngang. Là cái giống này nè anh, cái đặc điểm của giống này nếu như mình che cái lưới nữa phải không? Hồi xưa là em không thuyết phục được, có nghĩa là hồi đó em chưa đủ uy tín hay sao ấy. Nhưng mà em có thuyết phục là cái độ mát của dạ đúng rồi, em có thuyết phục anh mẫn không yên tâm ở vùng này năm có gió nhiều nhưng mà không có gió, nhưng mà em không ngờ là nó nắng mà em kinh thiệt. Đấy thì hồi xưa mà đủ mà em thuyết phục cái độ nắng nữa nhớ quên cái vụ đấy nữa. Nắng nữa mà nhưng mà có cái lớp che nữa thì nó là cái gì khác nữa. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ mình không có lớp che nữa thì là nắng quá. Dạ. Mưa nhiều à, đâu ra nhiều khi tụt cái gọi là mưa nhiều tụt pH trong đất nữa. Dạ. Là năm ra cây cũng không phát triển. Là nó gọi là sốc nhiệt á. Đúng rồi. Thường thường á, cái trong cái vườn cây giống ở trong cái trại cây giống ra ở trong cây giống á là người ta để trồng lưới lan. Đúng hồi xưa hầu đó là em không thuyết phục được anh Mẫn, với lại em có nói về vấn đề lưới lan rồi. Em nói về cái vấn đề lưới lan rồi nhưng mà em nói được cái vấn đề là gió không à. Cái anh Mẫn thì không gió không yên tâm mà em quên nó cái vụ nắng. Đấy mà sau này cũng rút kinh nghiệm. Thì không bây giờ á
Thì nếu cái này là nó cũng còn, nó còn cái cây mà nó cũng còn nhỏ, nếu mà cái độ kịp á là che cái nắng chiều thì che một cái lưới lan bên này. Che cái che một cái lưới là hướng bên này nó để bớt cái độ nắng của nó áp lực cái nắng. Có cây nào nó đi đọt thì nó đi, nhưng mà thực sự là nó cũng đang sốc cho anh. Thì ban ngày mưa ban ngày nắng rực, mẹ công nhận là nắng ở đây khắc nghiệt thiệt. Nãy giờ là cầm đứng trên kia mà giờ nhìn trên kia này, bây giờ nó luồn xuống dưới này là bắt đầu là đứng trên kia là nắng rực luôn á. Đúng rồi.